Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, hiện nay, tốc độ phát triển của ngành khoa học công nghệ đang tăng lên một cách chóng mặt. Trong suốt những năm qua, chúng ta không ngừng được chiêm ngưỡng những sản phẩm công nghệ hiện đại, tân tiến bậc nhất đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tiêu biểu phải kể đến công nghệ chế tạo robot, ngành được xem là chìa khóa chiến lược, giúp nâng cao hơn nữa vị thế và khả năng cạnh tranh cho tất cả các doanh nghiệp quốc gia dù hùng mạnh, to lớn hay nhỏ bé đến đâu. Bên cạnh những sản phẩm robot phục vụ cho đời sống sinh hoạt, thì ngành quốc phòng của các quốc gia cũng đang rất chú trọng vào việc đầu tư nghiên cứu, chế tạo robot nhằm ứng dụng trong lĩnh vực quân sự trên đất liền. Hầu hết khi nhắc đến chế tạo robot, chúng ta vẫn thường nghĩ đây chắc hẳn chỉ là một cuộc đua của các ông lớn top đầu thế giới mới có cửa bước vào sân chơi lý thú này. Tuy nhiên, nếu nói một đất nước nhỏ bé như Việt Nam đứng ngoài vòng đua nhưng cũng đã chế tạo thành công robot quân sự, có thể nói là đạo được tay đôi với Nga, thì có lẽ sẽ khiến các bạn phải kinh ngạc. Thậm chí là anh bạn Trung Quốc của chúng ta cũng đã phải tán mặt bởi thành công này. Vậy thì có đúng là Việt Nam đã làm được điều này hay không? Hãy cùng tên kênh tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về ngành chế tạo robot quân sự trước nhé! Robot quân sự là loại robot tự hoạt động hoặc có điều khiển từ xa, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng quân sự, từ việc vận chuyển trang thiết bị, trinh sát, do thám, tìm kiếm cứu hộ, cho đến tấn công. Robot tự động sẽ có khả năng tiết kiệm và đồng thời bảo tồn cuộc sống cho binh lính bằng cách giảm thiểu sự có mặt của họ tại các vị trí độc hại và gây nguy hiểm đến tính mạng. Minh chứng rõ nhất có thể nói đó là quân đội Hoa Kỳ, nơi được cho là nền công nghiệp chế tạo và phát triển vũ khí hàng đầu thế giới. Robot ở siêu cường số 1 thế giới này được diễn tả là máy không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, không nhắm mắt lại, không núp dưới cây khi trời mưa, không nói chuyện với bạn bè. Chúng không những không bị ảnh hưởng của sự mệt mỏi, căng thẳng, cảm xúc giống như binh lính, mà còn có thật để cho phép giảm đáng kể các trường hợp hành vi trái ngược với đạo đức trong thời chiến. Các robot này được tạo ra không phải là robot đạo đức thực sự, mà chúng đều là những robot tuân theo luật chiến tranh, cũng như các quy tắc cam kết trong xung đột. Chúng ta có thể kể đến một số hệ thống robot như vậy với tên gọi Zon, thiết bị bay không người lái UAV, vũ khí sát thương tự động, hiện đang được sử dụng và nhiều hệ thống cũng đang được nhiều quốc gia phát triển. Trở lại với câu chuyện chế tạo robot của Việt Nam, thì mới đây nhất Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố, Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã chế tạo và vận hành thành công mẫu robot trinh sát RBH-18. Robot này sẽ được sử dụng để thay thế con người trong việc tiếp cận những khu vực nguy hiểm, có nồng độ phóng xạ hoặc chất độc hóa học cao. Robot RBH-18 được chế tạo bằng việc tích hợp các công nghệ tự động hóa tiên tiến và chuyển số liệu kết nối IoT, chế tạo thành công tay máy 6 bậc tự do. Toàn bộ các kỹ thuật hiện đại này đều được nhóm nghiên cứu của Viện Hóa học Môi trường Quân sự làm chủ, từ khâu thiết kế cho đến chế tạo, đồng thời giám sát cho đến khi hoàn thành và đưa ra thử nghiệm. Với những thành tựu bước đầu đạt được trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot RBH-18, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã cho thấy được tư duy nhạy bén và khả năng làm chủ khoa học công nghệ của mình, đồng thời tạo tiền đề để viện tiếp tục tiếp thêm những bước đi xa hơn nữa trong quá trình làm chủ công nghệ chế tạo robot nói riêng, hiện đại hóa vũ khí trang bị cho quân đội, đặc biệt là trang bị cho các lực lượng hóa học làm nhiệm vụ nguy hiểm nói chung. Đây được xem là một thành tựu rất đáng ghi nhận trong nỗ lực đi tắt đón đầu, hiện đại hóa công nghệ quân sự, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nói về quá trình thiết kế và chế tạo robot RBH-18, các đồng chí cán bộ của Viện Hóa học Môi trường Quân sự đã ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất. Tiêu biểu phải kể đến đó là công nghệ Internet vạn vật, cùng với nhiều công nghệ 4.0 khác. Loại robot này được phân thành nhiều thành phần cấu tạo rõ rệt. Về phần tay máy có cấu tạo hết sức phức tạp, được lắp ráp theo kiểu module, bao gồm nhiều chi tiết chuyển động rất nhỏ để đảm bảo được khả năng cơ động cao. Tuy có vẻ cầu kỳ, nhưng thực chất là cấu tạo của bộ phận này lại cho phép chúng tháo lắp một cách rất dễ dàng. Đây cũng chính là bộ phận quan trọng nhất trên robot trinh sát RBH-18 của Việt Nam nói riêng và mọi loại robot trinh sát hóa học khác trên thế giới nói chung. Ngay phía trên phần tay máy được lắp một chiếc camera, có thể truyền hình ảnh trực tiếp để dễ dàng điều khiển từ xa. Hơn nữa, sức nâng của tay máy cũng rất đáng nể đấy nhé. Nó có khả năng nâng gấp vật nặng, thậm chí còn có thể kéo được người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, module điều khiển của robot RBH-18 có cấu tạo vô cùng hiện đại, bao gồm nhiều màn hình hiển thị và các cần gạt điều khiển thao tác. Hệ thống camera trên robot với nhiều góc quay, có khả năng truyền tải, hiển thị cùng lúc nhiều góc máy, tạo sự thuận tiện cho người điều khiển. Cơ cấu chuyển động của robot tự hành này được thiết kế lớp bánh xích, cho phép nó di chuyển qua nhiều địa hình, địa vật phức tạp một cách dễ dàng mà không sợ bị ảnh hưởng đến sản phẩm. Có thể nói, nhờ sự góp mặt của loại robot này, lực lượng phòng hóa của chúng ta sẽ dễ dàng hơn,
trong việc tiếp cận vào nhiều khu vực có độ nguy hiểm cao mà vẫn có thể đảm bảo an toàn được cho các chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Điều này là rất cần thiết trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới đang ngày càng trở nên kịch liệt hơn trong những năm gần đây. Thực tế thì đây không phải là robot quân sự đầu tiên của Việt Nam chế tạo, mà trước đó, Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam cũng đã từng nghiên cứu và chế tạo thành công một loại robot tự hành đa năng, phục vụ chiến đấu và trinh sát trên mặt đất. Mẫu robot này được chế tạo dựa trên cơ sở ứng dụng sự phát triển các công nghệ chế tạo robot trên thế giới, cùng với khả năng tích hợp được nhiều loại vũ khí, khí tài trong nước, cho phép biến nó trở thành một robot chiến đấu hiện đại, mạnh mẽ thực thụ. Theo nhóm đề tài chia sẻ, mẫu robot tự hành đa năng Made in Việt Nam này có thể hoạt động ở vị trí cách hệ thống điều khiển lên đến 2.000m. Bên cạnh đó, loại robot này cũng được tích hợp sẵn hệ thống bản đồ số, hệ thống định vị GPS cùng hệ thống định dẫn đường quán tính, giúp nó nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cấu tạo của loại robot này gồm hai bộ phận chính, đó là phần trung tâm chỉ huy và thiết bị tự hành robot. Trong đó, phần trung tâm chỉ huy chính là nơi lưu trữ bản đồ, thu thập các thông tin đã quan sát được và ra lệnh điều khiển với các thiết bị tự hành. Đồng thời nó còn có thể di chuyển theo tuyến đường đã được định vị sẵn trên bản đồ số. Đi cùng với nó là hệ thống kết nối dữ liệu đã được mã hóa, giúp bảo mật thông tin một cách tuyệt đối. Robot được vận hành trực tiếp từ xa thông qua trung tâm chỉ huy. Tại đây, người vận hành có thể thiết lập quỹ đạo đường đi, điểm đến cho robot và vận hành robot tác chiến trên thực địa. Ngoài khả năng trinh sát và chiến đấu trên chiến trường, thì mẫu robot do Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo còn có thể truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp trên thực địa về trung tâm chỉ huy với độ bảo mật cao, từng bước thay thế con người trong các khu vực tác chiến nguy hiểm. Phiên bản robot chiến đấu đa năng đầu tiên do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo được tích hợp một khẩu tiểu liên bắn nhanh UG gắn kèm ống giảm thanh, có khả năng phát huy tốt vai trò trong công tác chống khủng bố, giải cứu con tin hiệu quả. Thành công trong việc chế tạo phiên bản ban đầu đã tạo tiền đề để cho các cán bộ, kỹ sư Viện Công nghệ tiếp tục tiến tới chế tạo những thế hệ robot chiến đấu đa năng, sở hữu nhiều tính năng ưu việt hơn, cùng hỏa lực mạnh hơn. Được biết, mẫu robot trên của Viện Công nghệ trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng không phải là dự án robot duy nhất. Hiện tại Viện cũng đang nỗ lực nghiên cứu và thử nghiệm với mục tiêu đem súng máy hạng nặng 12.7mm cùng tên lửa phòng không vác vai xa 16 được gắn trên bệ điều khiển từ xa, triển vọng tích hợp chúng lên cung cầm cỡ lớn để tạo ra những chiếc xe tăng hay phương tiện phòng không tự hành, sánh ngang các nguyên mẫu như Uran 9 hay Bumang của Nga, và điều này có lẽ sẽ không còn là điều quá xa vời nữa. Đây cũng là xu hướng của nền công nghiệp sản xuất robot chiến đấu tự hành. Không chỉ có các thành tựu trong lĩnh vực quân sự, mà việc làm chủ công nghệ robot trong lĩnh vực khoa học đời sống cũng có những thành tựu rất đáng khích lệ. Vào tháng 4 năm 2021, khi mà tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng chống dịch COVID-19, các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng đã triển khai đề tài nghiên cứu chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao. Chưa đầy 3 tuần sau khi phát động đề tài, sản phẩm robot Vibu 1A đã được ra đời và có thể ứng dụng tại các khu cách ly y tế để hỗ trợ các y bác sĩ trong quá trình chăm sóc người bệnh. Loại robot này đã có màn trình diễn tính năng tự động vô cùng ấn tượng khi di chuyển từ vị trí tập kết đến điểm nhận thuốc và đưa đến các cửa buồng bệnh, mời người bệnh ra nhận thuốc và nói cảm ơn, chúc sức khỏe người bệnh. Trong quá trình di chuyển, robot tự động phát các bài hát cổ động về phòng chống COVID-19 và yêu cầu xin tránh đường khi phát hiện có người đi phía trước. Ngoài ra, nó cũng chở thùng rác đến tận cửa các phòng buồng bệnh, dừng lại để người bệnh bỏ rác vào thùng và sau đó là mang đến điểm tập kết rác. Khi hết nhiệm vụ, nó sẽ tự động trở về điểm chờ. Một số người bệnh tham gia buổi chạy thử cho biết, cách thao tác rất đơn giản. Khi robot dừng trước cửa, người bệnh mở ngăn đựng thuốc và lấy thuốc. Sau đó chỉ việc ấn vào chiếc nút màu xanh thì nó sẽ chủ động đi sang buồng bệnh kế tiếp. Điểm đáng chú ý là robot này cho phép người bệnh giao tiếp với bác sĩ từ xa. Người bệnh nghe rõ và trả lời các câu hỏi của bác sĩ. Cách khu buồng bệnh khoảng 150m là trung tâm điều hành với các máy tính được kết nối để điều khiển robot từ xa. Đây là nơi các kỹ thuật viên ra lệnh cho nó giao thuốc, nhận rác, đồng thời cũng là nơi bác sĩ, người nhà, người bệnh theo dõi, trò chuyện với người bệnh thông qua robot nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp các bạn thân mến. Có thể nói, Việt Nam luôn không ngừng và có nhiều biến chuyển nổi bật để sánh vai với các cường quốc Nam Châu, và chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được. Các bạn có suy nghĩ như thế nào sau khi xem xong video này nhỉ? Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ giới chức thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cho biết, sáng ngày 11 tháng 8, cầu đường sắt Sibuhe đã bị sập một phần do ảnh hưởng từ nước lũ dâng cao trong vài ngày qua. Tàu hỏa qua cầu đã phải tạm thời ngừng hoạt động hoặc phải sắp xếp lại lộ trình. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong những ngày qua, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa năm nay. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, trong thời gian từ ngày 6 tháng 8 đến 8 giờ ngày 11 tháng 8, quận Bắc Bắc, thành phố Trùng Khánh đã ghi nhận lượng mưa 219mm. Một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhà cửa đổ sập, thuyền cứu hộ sơ tán người dân giữa mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Từ tháng trước, nhiều khu vực tại Trung Quốc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ quét, lở đất khiến giới chức quốc gia này phải thường xuyên cảnh báo, khuyến nghị người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo truyền thông địa phương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc ô tô chở 5 người tại cây cầu ở quận Quanshan trên địa bàn tỉnh vào đêm ngày 8 tháng 8. Một người có mặt trên ô tô đã được giải cứu. Một số cơ quan khí tượng tại Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ mưa lớn, thời tiết cực đoan dẫn tới thảm họa tự nhiên tại các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 7 tháng 8 đến 20 giờ ngày 9 tháng 8. Người dân tại các khu vực này đã được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn, đặc biệt tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Năm nay, mùa mưa tại Trung Quốc sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Truyền thông Trung Quốc vừa cho biết mưa lớn đã gây ra những đợt lũ quét ở hai tỉnh miền Tây Nam và Tây Bắc của nước này, khiến cho ít nhất 10 người chết và hàng nghìn người phải sơ tán. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người khác mất tích sau những trận mưa xối xả gây ra lũ quét. Ngoài ra, 1.100 người phải sơ tán hôm 10 tháng 8. Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc CGTN, trong khi đó tại thành phố Long Nam thuộc tỉnh Cam Túc ở miền Tây Bắc, truyền thông ghi nhận 7 người thiệt mạng và 2.800 người phải sơ tán. Lượng mưa trong hơn một ngày đạt 88,1mm ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất, gần gấp đôi lượng mưa trung bình được ghi nhận trong tháng 8. Bên cạnh mưa lớn và lũ quét, nhiều nơi bao gồm tỉnh Chiết Giang và thành phố Bắc Kinh phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ tăng lên mức 43 độ C vào tuần trước. Các chuyên gia cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên là do biến đổi khí hậu, không khí ấm hơn, có thể tích trữ nhiều nước và tạo thành các đám mây to hơn. Lũ lụt khiến tình hình kinh tế nước này thêm khó khăn, vốn đã chịu nhiều sức ép do dịch COVID-19 trong suốt 4 năm qua, khiến việc đi lại bị hạn chế và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất trải qua thời tiết khắc nghiệt trong mùa hè này. Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, châu Á, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng ghi nhận những đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần. Trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều địa phương khiến hàng nghìn người phải sơ tán, chính quyền Trung Quốc vào ngày 9 tháng 8 đã ban bố cảnh báo nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và thiên tai trong tháng 8. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo nhiều khu vực sẽ hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên trong tháng 8 này, bao gồm bão, lũ và nhiệt độ cao. Cùng ngày, giới chức Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về thảm họa do mưa lớn gây ra ở miền Trung và Tây Nam nước này. Cuối tuần qua, nhiều nhà cửa, đường xá ở tỉnh miền Tây Tây Bắc Trung Quốc đã bị hư hại sau trận mưa lớn nhất trong 52 năm. Tại tỉnh Hồ Nam, hơn 9.000 người đã phải sơ tán, trong khi hơn 1.800 ngôi nhà đã bị hư hại do lũ lụt. Chính quyền thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc cũng đang triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với lũ lụt. Khi mưa lớn khiến mực nước của nhiều con sông ở trên mức cảnh báo, mưa bão cũng khiến một cây cầu đường sắt ở thành phố này bị sập một phần, gây gián đoạn các hoạt động giao thông đường sắt. Trong khi đó, nhiều khu vực khác ở Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Thủ đô Bắc Kinh đã trải qua tổng cộng 14 ngày trong tháng 7, có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C. Người dân Bắc Kinh cùng nhiều khu vực khác được khuyến cáo nên ở trong nhà nếu nhiệt độ ngoài trời trên 35 độ C. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 11 tháng 8, vụ sạt lở đất xảy ra ở quận Vạn Châu thuộc Trùng Khánh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Tây Nam Trung Quốc vào tối ngày 10 tháng 8. Chính quyền địa phương cho biết một ngôi nhà đã bị chôn vùi trong trận lở đất và mưa lớn, khiến gần 10 người bên trong bị thiệt mạng. Đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và công tác tìm kiếm và cứu nạn đã được tiến hành suốt đêm. Theo cơ quan cứu hộ, động đất và phòng chống thảm họa địa chất Vạn Châu cho biết, do mưa lớn nhiều đợt gần đây và nước ngấm vào đất no nước nên các thảm họa địa chất như sạt lở đất dễ xảy ra. Chính quyền địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp với thảm họa địa chất cấp độ 4 vào sáng ngày 10 tháng 8. Trong diễn biến khác, mưa lớn trút xuống một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc cùng ngày gây ngập lụt, cuốn trôi ô tô, nhấn chìm đất nông nghiệp, buộc người dân phải sơ tán. Theo hãng tin Reuters, huyện Bảo Tĩnh và nhiều thị trấn xung quanh ở khu vực Tương Tây bị ngập lụt nặng.
lượng mưa tại huyện Bảo Tĩnh đã đạt mức 279mm trong 12 giờ, phá vỡ kỷ lục 189,2mm từng ghi nhận tại đây vào ngày 4 tháng 7 năm 1980. Thưa quý vị, thời gian gần đây, con người đang phải hứng chịu những tác động khủng khiếp của biến đổi khí hậu. Đường phố ngập nước trong khi nhiều ô tô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất hai huyện thuộc tỉnh Quý Châu phía Tây Nam Trung Quốc ngày 10 tháng 8. Theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 62 năm qua. Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa, lũ cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây, khi đợt mưa nước thuyền rồng đạt đến. Ở miền Nam Trung Quốc, những tuần trước và sau đầu tháng 8 thường có mưa và thời tiết bất ổn, do không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn từ phía Bắc. Những cơn mưa đầu mùa hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961, theo cơ quan thời tiết địa phương. Wang Weilu, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết, không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía Nam Trung Quốc và hai luồng không khí đi vào thế bế tắc giằng co. Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè, nhưng gần đây trở nên bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất, ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Hai năm trước đó, khoảng hơn 300 người đã tử vong khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở tỉnh miền Trung Trung Quốc. Một số người mất mạng trong đường tàu điện ngầm ngập nước. Có thể thấy, đợt mưa kỷ lục trong vòng 63 năm ở Trung Quốc đã khiến nhiều vùng miền Nam Trung Quốc chìm trong lũ lụt, gây ra những tình huống nguy hiểm như ngập úng, sạt lở mái ta luy bên đường. Cuộc sống của hàng triệu người dân Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nhà cửa, tài sản bị nước cuốn trôi phải đi sơ tán. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Vào ngày 10 tháng 8, Cơ quan Phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn tại các vùng phía Nam của nước này. Hệ thống ứng phó bão, lũ khẩn cấp của Trung Quốc có 4 cấp độ, trong đó cấp độ 1 là cao nhất. Cơ quan Phòng chống lũ lụt và khắc phục hạn hán Trung Quốc đã cử các đội chuyên gia tới tỉnh Quảng Tây và tỉnh Phúc Kiến để hướng dẫn triển khai công tác cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại, tăng cường tuần tra những vùng có nguy cơ cao, sơ tán người dân ở những vùng có thể chịu ảnh hưởng và có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia cứu hộ. Từ ngày 9 tháng 8, mưa lớn đã gây lũ lụt ở nhiều vùng tại thành phố Bắc Hải, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc và ảnh hưởng tới một số làng mạc, nhưng đến nay không có báo cáo thương vong. Mưa từ mức vừa đến to được dự báo ảnh hưởng tới nhiều vùng ở miền Nam Trung Quốc vào cuối tuần này, trong đó có một số vùng hứng chịu mưa bão rất to. Thưa quý vị, một người thiệt mạng và 7 người mất tích sau khi một trận lở đất tràn qua một công trường xây dựng đường cao tốc ở miền Trung Trung Quốc ngày 9 tháng 8. Thông tin trên được các quan chức tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat của tỉnh. Các quan chức chính quyền địa phương cho biết thêm rằng họ đang cố gắng ngăn chặn các thảm họa khác trong khu vực khi các hoạt động xây dựng vẫn đang tiếp tục. Theo một bài đăng trên WeChat, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức độ 4 và cử một nhóm công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với thảm họa địa chất và cử tổ công tác đến hiện trường để hướng dẫn xử lý khẩn cấp. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc còn kêu gọi các cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân gây ra lũ lụt lở đất. Trận lở đất xảy ra trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt đang hoành hành khắp Trung Quốc, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa xối xả ở một số vùng của Trung Quốc trong vài tuần qua đã dẫn đến một số vụ lở đất chết người. Tháng trước tại tỉnh Tứ Xuyên, 19 người thiệt mạng trong vụ lở đất tại một hầm mỏ và 4 người khác thiệt mạng do mưa lớn trong thời gian ngắn gây sạt lở đất. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành khuyến cáo về mưa và nhiều thiên tai khác nhằm giúp chính quyền các địa phương chuẩn bị và ứng phó nhanh chóng. Đập Tam Hiệp, công trình ảnh hưởng tới cả vận tốc quay của trái đất. Một công trình khổng lồ, một kỳ quan xây dựng của người Trung Quốc, điều gì sẽ xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ? Câu hỏi này được đặt ra ngay khi đập Tam Hiệp còn chưa được xây dựng. Và sau bao năm, người ta vẫn đi tìm đáp án, giả tưởng của câu hỏi đó. Một điều nữa cũng được nhiều người quan tâm là đập Tam Hiệp vững chãi ra sao? Liệu đập Tam Hiệp có bị vỡ hay không, ngay cả khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân,
tất cả sẽ được kể trong câu chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa tìm cách khai phá sức mạnh của những con sông và vừa mong hạn chế sức tàn phá của mưa lũ. Đó là lý do hàng nghìn con đập và kênh rạch cũng như đê kè đã ra đời. Ước tính từ những con đập nhỏ nhất cho đến những con đập lớn nhất thì Trung Quốc bây giờ có khoảng gần 90.000 con đập. Chúng được xây dựng để kiểm soát lũ lụt, để hỗ trợ tưới tiêu, để điều hướng dòng chảy và để tạo ra điện. Đập Tam Hiệp chỉ là một trong số những con đập được xây dựng ở trên sông Dương Tử mà thôi. Nhưng Tam Hiệp chắc chắn là con đập nổi tiếng nhất. Tên của công trình này được đặt theo tên của địa danh, nơi mà xây dựng nó gần 3 hẻm núi ở sông Dương Tử. Thực tế thì ý tưởng xây dựng đập Tam Hiệp đã có từ thời Quốc Dân Đảng, tức là từ những năm 1920. Tuy nhiên, hàng chục năm chiến tranh rồi nhiều lý do khác khiến cho người ta không dám thực hiện công trình này. Đến những năm 1950 thì ông Mao Trạch Đông mới hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi tại một số điểm dự định để xây dựng, và dự án bắt đầu được lên kế hoạch chi tiết từ năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước này sẽ giúp kiểm soát lũ lụt hai bên bờ sông, thúc đẩy thương mại và cung cấp điện năng cho nhiều người Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp về nó, cũng như việc hàng triệu người khi mà xây dựng công trình này sẽ phải di rời, sẽ phải mất chỗ ở, phá hủy cảnh quan thiên nhiên, những công trình di tích và những kiến trúc khảo cổ. Cuối cùng, phần còn lại là câu chuyện của lịch sử. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7 của năm 2012. Con đập này cao 185m, dài hơn 2,3 km, là một phần của dự án Thủy điện Tam Hiệp, một hệ thống kiểm soát thủy lợi đa chức năng chắn ngang con sông Dương Tử ở địa bàn của tỉnh Hồ Bắc. Đây chính là con đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện. Tất nhiên rồi, ngoài sản xuất điện, đập còn được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của sông Dương Tử bằng cách điều chỉnh lượng nước chảy xuống những vùng trung và hạ lưu. Đập Tam Hiệp sẽ giúp giảm bớt lũ lụt ở những thành phố như là Vũ Hán và Nam Kinh. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn. Cũng chính bởi những điều này nên người ta lo lắng về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Tại sao lại xuất hiện những cái thông tin về vỡ đập Tam Hiệp? Bởi vì có rất nhiều những câu chuyện chưa được kiểm chứng nhưng lại trở nên rất phổ biến trên mạng Internet. Ngay sau ngày khai trương đập Tam Hiệp và nó đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội trong suốt những năm qua. Theo những người ủng hộ lý thuyết đập Tam Hiệp có thể bị vỡ, thì đập Tam Hiệp đang trải qua việc biến dạng cấu trúc và đang trên bờ vực bị vỡ. Từ đó sẽ làm ngập lụt vùng hạ lưu sông Dương Tử và sẽ tạo ra một thảm họa chưa từng có. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng những thông tin này là vô căn cứ, nhưng những người ủng hộ điều này cho rằng chính phủ đang tìm cách để mà che giấu thông tin, và những người ủng hộ thì dựa vào các hình ảnh được tìm kiếm trên Google Maps, tìm kiếm trên mạng Internet để mà nói rằng đập Tam Hiệp thực sự bị biến dạng. Còn chính phủ Trung Quốc thì luôn khẳng định những hình ảnh này không phải là sự thật. Nhưng khi vấn đề được đặt ra thì đúng là cũng nên có những thử nghiệm để xem. Nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ thì điều gì sẽ xảy ra? Ước tính có khoảng 400 cho đến 600 triệu người đang sống ở hạ lưu của sông Dương Tử, trong đó có những vùng thịnh vượng nhất như là Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu mà đập Tam Hiệp, đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả xảy ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng, cho từ 400 đến 600 triệu người. Có nghĩa là khoảng trên dưới 1/3 dân số Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp về mạng sống nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Thế nên, những chuyên gia Trung Quốc đã tiến hành các thử nghiệm mô phỏng xem hậu quả sẽ ra sao nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Trường hợp mô phỏng ở đây là đập Tam Hiệp bị vỡ dưới áp lực nước khổng lồ, chứ không phải là bị tấn công. Ngay sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, thì một bức tường nước cao khoảng 100m sẽ được giải phóng với sức mạnh kinh khủng. Vì hai bên bờ sông Dương Tử đều bị chắn 10 núi cao, nước lũ không thể chảy lan ra các vùng khác và nó sẽ tạo thành một cái máng khổng lồ. Vào thời điểm mà đập mới bị vỡ, lũ sẽ có tốc độ hơn 100 km/h. Đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Xương ở tầm 50 km, do đó chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ đập thì những đập nước ở bên dưới cũng bị vỡ theo và thành phố Nghi Xương sẽ không tồn tại. Những mô phỏng cho thấy nước sẽ cao 20m, đổ bộ xuống thành phố Nghi Xương với tốc độ 70 km/h và nhấn chìm thành phố này. Ngay sau khi tràn qua Nghi Xương, lũ sẽ tiếp tục xuôi dòng sông Dương Tử, nhấn chìm những thị trấn làng mạc xung quanh với tốc độ ít nhất là 60 km/h. Lúc này thì độ cao của lũ đã giảm dần xuống chỉ còn 15m mà thôi. Sau khi tấn công các thành phố này, lũ sẽ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới vùng đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng đến hàng loạt những khu vực xung quanh. Khi lũ đã xuống đến đồng bằng,
độ cao sẽ giảm xuống còn khoảng 8m và tốc độ cũng là 25 km/h, nhưng cũng là cực kỳ khủng khiếp. Sau đó, lũ sẽ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, thành phố rất nổi tiếng với câu chuyện quan Vũ trấn giữ Kinh Châu ngày xưa, và nước tiếp tục tiến thẳng tới Vũ Hán và các thành phố khác. Người ta ước tính rằng, trong vòng 5 giờ sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ sẽ tới những thành phố, những khu dân cư cách đập Tam Hiệp khoảng 350 km về phía hạ lưu. Lúc này, những thành phố này sẽ chìm trong khoảng 5 mét nước. Vì vậy, Hồ Động Đình có thể đóng vai trò là một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ. Chúng ta có thể đi đến kết luận rằng, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, phần lớn diện tích của các tỉnh là Hồ Bắc, Trung Khánh, Tứ Xuyên và nhiều tỉnh thành khác sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau khi vỡ, đập sẽ là tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về, săn phẳng các tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất lúc này là không thể đếm được. Nhưng thiệt hại này chỉ nằm trong đất nước Trung Quốc mà không ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng. Đó là những thiệt hại trực tiếp do ảnh hưởng của sức mạnh dòng nước, còn thiệt hại gián tiếp hơn thì kinh tế thế giới cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vì những cái chuỗi cung ứng bị gián đoạn và thảm họa tài chính sẽ xuất hiện. Để mà dễ hình dung thì chỉ với một con tàu bị mắc tại kênh đào Suez cũng có thể khiến cho cả thế giới phải đảo lộn rồi. Và nếu như thảm họa này xảy ra vào Trung Quốc thì thế giới sẽ như thế nào? Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì liệu có nơi nào trú ẩn an toàn cho người Trung Quốc hay không? Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu mà sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi trú ẩn an toàn nhất sẽ là Thần Nông Giá. Một khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc, Thần Nông Giá là lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao trước lượng nước đổ về, được ví von cả sóng thần khi mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Thần Nông Giá có diện tích là hơn 3.000 km2, điểm cao nhất trong khu vực này cao đến hơn 3.000 m. Đây là một nơi có hệ động thực vật rất là phong phú. Thần Nông Giá được đặt theo tên của Thần Nông, một trong những vị thần nổi tiếng nhất theo quan điểm của người Trung Quốc cổ đại. Theo thần thoại Trung Quốc, Thần Nông là ông tổ của nông nghiệp. Thần Nông đã dạy người Trung Quốc ở nhiều nghề thủ công và dạy họ cách trồng lúa. Thần Nông được miêu tả là có đầu như là sừng bò, đuôi bọ cạp và chân rết. Ông được xem là vị thần bảo hộ tính mạng, sức khỏe của người Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lật ngược lại vấn đề đập Tam Hiệp có an toàn hay không. Sẽ cần có những ví dụ cụ thể. Ví dụ cụ thể xem những trận lũ lụt lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc như thế nào. Trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc và được ghi lại bằng văn bản cụ thể diễn ra vào năm 1870 với dòng chảy cực đại tới 105.000 mét khối mỗi giây. Con đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu được dòng nước chảy mạnh hơn nhiều, có thể lên đến 124.300 mét khối mỗi giây. Và những trận lụt lớn như vậy tất nhiên rồi chưa từng xảy ra ở trong lịch sử. Với dòng chảy 124.300 mét khối mỗi giây, người Trung Quốc đã tính toán rất xa và đó là trong điều kiện mà đập vẫn giữ nước. Còn thực tế là đập Tam Hiệp có tới 23 cửa xả tràn sâu và 22 cửa xả trên bề mặt để giúp xả lũ hiệu quả và vững chắc. Đập Tam Hiệp cũng có một hệ thống giám sát an toàn hoàn chỉnh được triển khai đồng thời với dự án khi mà xây dựng. Có tổng cộng 12.000 điểm giám sát cho đập Tam Hiệp. Nếu có một bất thường nào, dù là nhỏ nhất thì tất cả đều sẽ nhận được cảnh báo. Một câu hỏi nữa là đập Tam Hiệp có thể chịu được sức công phá của bom nguyên tử hay không? Chủ đề này thì liên quan đến vấn đề quốc phòng. Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng đập Tam Hiệp vào những năm 1950, thì những kỹ sư quân sự của Trung Quốc đã tiến hành một số lượng lớn các thí nghiệm về các vụ nổ khác nhau, trong đó có cả những vụ nổ liên quan đến hạt nhân. Cuối cùng họ đi đến kết luận, kết cấu của đập Tam Hiệp thuộc lại kiểu hình đập trọng lực bê tông. Trung Quốc sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp vỡ? Chuyên gia cho rằng, nếu đập Tam Hiệp vỡ sẽ là thảm họa cực lớn, khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Mưa lũ liên tục làm mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ trong năm nay. Mưa lũ đang hoành hành tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc có thể gây ra nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Hiện sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang có lũ lớn, gây ra thiệt hại đối với nhiều thành phố, đe dọa nguy cơ mất an toàn cho một số đập nhỏ ở thượng nguồn của các sông nhánh cũng như phụ lưu sông Dương Tử. Thành phố Trùng Khánh cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các trận mưa xối xả trong những ngày qua. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp hiện đã đạt 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng mực nước 175m hoặc lượng nước vào 70.000 mét khối một giây. Việc đập Tam Hiệp vượt quá mức cảnh báo lũ là điều hết sức đáng lo ngại. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn, khả năng an toàn của đập vẫn được đảm bảo. Họ cho rằng với mực nước 147m và lượng nước vào 26.500 mét khối một giây, đập vẫn an toàn.
Trung Quốc vẫn khẳng định có thể kiểm soát được, song mùa mưa mới chỉ bắt đầu. Muốn đánh giá tác động sức chịu đựng của đập như thế nào thì cần phải xem xét lượng mưa tiếp theo trong thời gian tới. Tôi cho rằng Trung Quốc cũng sẽ làm hết cách để bảo vệ đập. Trong trường hợp xấu nhất thì họ cũng sẽ có các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại. Chúng ta cần tiếp tục theo dõi thêm trong tình huống này. Hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá nhanh chóng, nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra. Bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. 1/3 diện tích Trung Quốc trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Việc ngoài hàng loạt các làng mạc bị nhấn chìm, nhiều công trình, nhà máy, di tích cũng sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra biển, thì việc mất nguồn cung cấp điện khổng lồ sẽ khiến cho Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Toàn bộ sông Dương Tử nằm ở lưu vực thuộc phạm vi của Trung Quốc, do đó con sông này không có tác động ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á. Dương Tử vốn là dòng sông có khả năng cung cấp nước lớn cho miền Trung Trung Quốc, đồng thời cấp cho cả phía Bắc Trung Quốc. Thực ra đây là những vùng có lũ, mưa lớn, hàng năm nước dư thừa. Cho nên Trung Quốc đang xây dựng vạn lý trường thành về nước để chuyển nước từ sông Dương Tử qua sông Hoàng Hà về phía Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Tại Trung Quốc có nhiều tranh luận liên quan đến việc xây dựng đập Tam Hiệp, nhất là trong giới chuyên gia, khi nhiều người hoài nghi tính hiệu quả, phản đối việc xây dựng đập Tam Hiệp. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Trung Quốc là nước có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các đập lớn. Vì thế, việc xây dựng đập Tam Hiệp được lên kế hoạch thực hiện theo các chỉ định nghiêm ngặt. Quá trình xây dựng công trình lớn như vậy có nhiều ý kiến khác nhau từ các giới trong việc tranh luận về việc thực hiện cũng là điều hoàn toàn bình thường. Các tranh cãi chủ yếu tập trung vào tính hiệu quả cũng như tính tác động rủi ro và nguy cơ từ đập Tam Hiệp đem lại. Thế nhưng cần phải khẳng định rằng đây là công trình tầm cỡ thế giới. Việc đảm bảo an toàn cho công trình này được Trung Quốc hết sức chú trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn của đập là vấn đề hết sức lưu tâm, bởi nguy cơ vỡ đập là không loại trừ. Sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới cách đây mấy năm. Đập lớn nhất của Mỹ là đập Oroville cũng đã đối mặt với nguy cơ vỡ, mặc dù là quy mô hạ tầng của đập này rất đảm bảo, song lũ lớn đã khiến vỡ tuyến tràn. Việc xây dựng đập Tam Hiệp đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái môi trường xung quanh như thế nào? Bất kỳ công trình nào cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường. Vấn đề là cần đánh giá xem nó có tạo ra sự cân bằng đối với hệ sinh thái môi trường và xã hội như thế nào. Đập Tam Hiệp lớn ảnh hưởng nhiều đến môi trường, hàng nghìn hộ dân phải di rời. Tất cả những yếu tố đó đều tác động đến hệ sinh thái của môi trường. Tuy chưa có số liệu để đánh giá chính xác tác động của đập Tam Hiệp, song những tác động đến môi trường, hệ sinh thái từ việc xây dựng con đập này là không tránh khỏi, trong đó có những tác động tích cực cũng như tác động tiêu cực. Hiện các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu về tác động của việc xây dựng đập Tam Hiệp có tác động đến động đất, gây đứt gãy vỏ của trái đất, song vẫn chưa có cơ sở để khẳng định điều này. Bởi vì đập Tam Hiệp chỉ là con số rất nhỏ, cách hàng trăm km so với bề dày của trái đất. Tuy nhiên, phải khẳng định, vùng thượng nguồn sông Dương Tử Vân Nam Quý Châu, vùng Tây Nam Trung Quốc có những mặt đứt gãy về địa chất. Đây là nơi phát sinh nhiều trận động đất ở Trung Quốc. Ngoài ra, việc xây dựng đập Tam Hiệp ngăn dòng chảy có thể sẽ tác động đến địa chất, biến đổi hệ sinh thái xung quanh, khiến gia tăng nhiệt độ, đe dọa các loài thủy sản trong lòng hồ. Các chuyên gia Trung Quốc đầu tuần này cảnh báo nguy cơ cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, vì nghi vấn các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn trong quá trình xây dựng. Cảnh báo của vị chuyên gia này là thông tin cần thiết hết sức lưu tâm. Bất cứ con đập nào khi xây dựng cũng được tiến hành một cách thận trọng và tuân thủ các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt, song cũng không thể nào đảm bảo được tuyệt đối, cần phải có các quan trắc và theo dõi thường xuyên. Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, song các nguy cơ tiềm ẩn đối với đập Tam Hiệp vẫn rất cao. Có ý kiến cho rằng tình trạng nước trong lòng hồ Tam Hiệp vượt ngưỡng báo động. Vậy có giải pháp nào để ngăn nguy cơ vỡ đập xảy ra? Đập Tam Hiệp mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đập này được xây dựng bằng bê tông,
Do đó, khi lũ tràn về, áp lực nước lớn nhưng không dễ vỡ như các đập xây bằng đất. Trong trường hợp đập bị vỡ, sẽ vỡ ở các phạm vi nhỏ trước. Trong trường hợp này, Trung Quốc có thể cho phá rộng các phạm vi nhỏ này để tăng thêm nguồn nước chảy quét xuống dưới đập. Khi có thêm nguồn nước được thoát ra ngoài, sẽ khiến mực nước trong lòng hồ sẽ giảm. Tính chất nguy hiểm đối với đập cũng giảm đi rất nhiều. Cần lưu ý rằng, biện pháp này chỉ thực hiện trong trường hợp các cửa tràn đã mở hết mà lũ về vẫn cao. Mục đích là điều tiết được mức nước hồ giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, 11 trong số 12 dự ngôn của chuyên gia thủy lợi về đập Tam Hiệp đã ứng nghiệm. Điều cuối cùng liệu có thành sự thực? Giới địa lý cho rằng Tam Hiệp là long mạch lớn nhất thế giới, nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng quốc gia Trung Quốc. Giờ đây, những người được gọi là học giả và chuyên gia không có kiến thức về phong thủy bát quái đã thay đổi long mạch lớn nhất của Trung Quốc và phá hủy phong thủy của Trung Quốc. Và thảm họa lớn do sự phá hủy này đem tới cho các thế hệ tương lai là vô cùng vô tận. Sông Dương Tử là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Con sông này chảy qua 19 tỉnh, thành phố và khu tự trị của đất nước, đã nuôi dưỡng hơn 1/3 người dân Trung Quốc kể từ thời cổ đại. Quả không sai với cái tên dòng sông mẹ. Sông Dương Tử bắt nguồn từ sông Băng Thương Căn Định ở phía tây nam của đỉnh núi Kalenda Đông, đỉnh núi cao nhất của dãy núi Changgula trên cao nguyên Tây Tạng với tổng chiều dài 6.300 km. Tam Hiệp của con sông Dương Tử bắt đầu từ phía tây huyện Phụng Tiết của thành phố Trùng Khánh và đến phía đông thành phố Nghi Sương ở tỉnh Hồ Bắc. Từ tây sang đông có 3 đoạn hẻm núi lớn như hẻm núi Cù Đường, hẻm núi Phu Hạp và hẻm núi Tây Lăng. Tam Hiệp của sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất thế giới. Nó đang mang lại lợi ích và nuôi dưỡng đất nước Trung Quốc trong hàng ngàn năm. Nhưng các nhà phong thủy cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt long mạch của dân tộc Trung Hoa, phá hủy phong thủy Trung Quốc, dẫn đến thảm họa ở lưu vực Tam Hiệp hết lần này đến lần khác. Kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành vào năm 2006, nó đã hình thành một hồ chứa khổng lồ với chiều dài 600 km. Điều này rất hiếm trên thế giới. Nhà phong thủy cho rằng, việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt long mạch của đất nước Trung Quốc, sẽ hủy diệt những ngọn núi con sông tuyệt đẹp của dân tộc Trung Hoa và mang tới những tổn thất vô hình không ước tính được. Theo lý thuyết phong thủy của Trung Quốc, địa hình của Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam, tên gọi là Thiên Khuynh Tây Bắc, Địa Hạ Đông Nam. Theo bát quái, phía Đông Bắc là cứng, núi Côn Lôn thuộc loại Tố Sơn. Từ quan điểm của triết học truyền thống Trung Quốc, thiên địa nhân nhất khí, khí nhân tụ ở mặt đất thành long mạch, tạo thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, bắt đầu từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 sơn long và 2 thủy long. Long mạch qua đi, đất nước sẽ thịnh vượng, long mạch bị tắc nghẽn, vận của quốc gia tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, thêm tiền cũng không đủ. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã khẳng định các lợi ích của đập Tam Hiệp lớn hơn so với chi phí và những vấn đề liên quan. Dù vậy, vào năm 2011, Bắc Kinh hứa chi 1.238 tỷ nhân dân tệ để cố gắng khắc phục các hệ quả. Bắc Kinh cam kết nâng cao chất lượng sống, cải thiện môi trường và tạo ra một cơ chế lâu dài, ngăn chặn các thảm họa địa chất. Tuy nhiên, đại biểu Tạ khẳng định với Reuters rằng đến cuối năm ngoái, chưa đến phân nửa số tiền đó được giải ngân và thảm họa lớn do sự phá hủy này đem tới cho các thế hệ tương lai là vô cùng vô tận. Người xưa nói thiên nhiên là không thể chinh phục và bất khả chiến bại, con người chỉ có thể thích nghi với tự nhiên và tận dụng tự nhiên. Long mạch phong thủy cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa cho nhân loại. Khi còn sống, ông Hoàng Vạn Lý, tức một chuyên gia thủy lợi và giáo sư nổi tiếng tại Đại học Thanh Hoa, đã dự đoán 12 hậu quả thảm khốc đối với đập Tam Hiệp. 11 dự đoán đầu tiên đã ứng nghiệm trong những năm qua. Dự đoán của ông bao gồm 1. Sự sụp đổ của kè chính ở hạ lưu sông Dương Tử. 2. Vận chuyển tàu thuyền tắc nghẽn. 3. Vấn đề di dân. 4. Vấn đề phù sa. 5. Chất lượng nước xấu đi. 6. Sản xuất điện không đủ. 7. Khí hậu bất thường. 8. Thường xảy ra địa chấn. 9. Bệnh sán máng lây lan. 10. Suy thoái sinh thái. 11. Lũ lụt nghiêm trọng ở thượng nguồn. Dự báo cuối cùng của ông là đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ buộc phải nổ tung. Trung Quốc đang phải đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra bất thường ở nhiều khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm triệu dân. Những trận mưa kỷ lục đã trút xuống nhiều khu vực từ đầu tháng đến nay đã làm hơn 20 người chết. Lượng mưa cực lớn đã gây ra lũ lụt lở đất, phá hủy đường xá và cơ sở hạ tầng. Trước những thiệt hại nặng nề, chính quyền Trung Quốc đang thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng.
Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp chống lũ, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ. Tỉnh Hồ Bắc phát mền quần áo cho người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trang Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc sáng ngày 10 tháng 8 đưa tin. Trung Quốc tối ngày 9 tháng 8 đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4 nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn tới nước dâng cao ở thượng nguồn sông Trường Giang. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang sáng ngày 10 tháng 8 dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp từ lúc 14 giờ cùng ngày sẽ tăng lên mức khoảng 49.000 mét khối một giây. Tuy nhiên, chỉ đến 10 giờ sáng ngày 10 tháng 8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 48.000 mét khối một giây, làm phát sinh trận hồng thủy tích lũ số 1 trong năm nay. Đến 14 giờ cùng ngày, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên đến 145,79 m, trong khi lưu lượng nước đổ về thực tế đã đạt 50.000 m khối một giây, còn lượng xả ra là 33.100 m khối một giây. Căn cứ theo quy định, lúc 20 giờ tối ngày 10 tháng 8, Bộ Tổng Chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán quốc gia của Trung Quốc đã khởi động phản ứng khẩn cấp cấp 4, cấp thấp nhất trong 4 cấp, nhằm phòng chống lũ, thông báo cho các khu vực liên quan, đồng thời cử hai tổ công tác tới Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ công tác phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai của các địa phương. Thông báo của Bộ này yêu cầu các cơ quan giám sát chặt chẽ tình hình mưa, phối hợp với nhau để phòng chống lũ trên các con sông lớn. Trong khi đó, sau khi mở cửa hai cửa xả lũ hôm 8 tháng 8, hình ảnh mới nhất được hãng tin Tân Hoa Xã đưa tối ngày 10 tháng 8 cho thấy, đập Tam Hiệp chắn ngang sông Trường Giang đã mở 3 cửa xả lũ. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có đập thủy điện Tam Hiệp phản ứng với tình hình mưa lũ nghiêm trọng những ngày qua. Sở Quản lý Khẩn cấp Hồ Bắc đã phát khẩn cấp chăn bông, chăn len các loại quần áo cho thành phố Nghi Xương và những nơi khác nhằm đảm bảo các sinh hoạt cơ bản của người dân gặp khó khăn do mưa lũ. Động đất kép ở thượng nguồn do hiệu ứng domino gây nguy cho đập Tam Hiệp. Truyền thông Đài Loan hôm 8 tháng 8 đưa tin một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, Tứ Xuyên, thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp còn đón thêm một trận động đất khác với cường độ mạnh hơn. Không chỉ có một trận động đất xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, hôm 8 tháng 8, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CNC ngày 9 tháng 8 tiết lộ, ngay sau trận động đất ở Tứ Xuyên, khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp phải hứng chịu thêm một cơn địa chấn khác mạnh 4,9 độ Richter ở độ sâu 11 km. Trận động đất thứ hai xảy ra ở huyện Hát Chương, tỉnh Quý Châu, sau trận động đất thứ nhất chỉ khoảng 7 tiếng đồng hồ. Động đất kép là hiện tượng động đất xảy ra liên tiếp trong một khoảng không gian và thời gian tương đối gần nhau. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quý Châu đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro địa chất cho 64 huyện, thành phố tại địa phương. Theo Taiwan News, nếu hiện tượng động đất còn tái diễn, nguy cơ một số hồ chứa nhỏ ở thượng nguồn sông Dương Tử bị vỡ sẽ tăng cao. Điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino, khiến đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ. Ngoài ra, đập Tam Hiệp được xây dựng trên hai đường đứt gãy lớn là Sewasi và Kubadong. Việc thay đổi đột ngột áp lực nước do lũ từ thượng nguồn đổ về trong hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể gây ra động đất và sạt lở. Ngày 10 tháng 8, sông Dương Tử đón đợt lũ đầu tiên trong năm khi lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp lên tới 51.000 mét khối một giây. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã tiếp tục phát đi cảnh báo rằng khu vực phía tây nam nước này sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn và bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Theo Nhân dân Nhật báo, những cơn mưa lớn xảy ra vào thời gian này trong năm thường khiến các con sông của Trung Quốc dâng cao, làm ngập các hồ chứa. Sau hơn 10 ngày liên tục diễn ra mưa xối xả, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về các vụ lở đất và nứt vỡ tại các hồ chứa đập dọc sông Dương Tử. Hầu hết các hồ chứa nhỏ ở Trung Quốc được xây dựng vào những năm 1960-1970. Tiêu chuẩn xây dựng ở thời điểm này còn chưa cao, khi thời tiết diễn biến khắc nghiệt và thất thường, các hồ chứa rất dễ gặp nguy hiểm. Brinneman, kỹ sư thủy lợi ở Thâm Quyến nhận xét, theo các chuyên gia, nếu so với đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp vào ngày 7 tháng 8, sự gia tăng lưu lượng nước đổ về các con đập hiện nay là rất lớn. Ngày 7 tháng 8, lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp là 36.000 m khối một giây, gần gấp đôi so với ngày 28 tháng 7. Đến ngày 9 tháng 8, đập Tam Hiệp đã được cho phép xả nước, mặc dù điều này có thể khiến tình trạng mưa ngập ở khu vực hạ lưu thêm nghiêm trọng. 10 giờ sáng ngày 11 tháng 8, theo giờ địa phương, nước dồn về đập Tam Hiệp đã ở mức 49.000 mét khối, tương đương với lưu lượng nước trong trận lũ lịch sử năm 1998, khiến hơn 3.000 người thiệt hại.
2 giờ chiều ngày 11 tháng 8, lượng nước đổ về đã tăng lên 51.000 mét khối một giây. Đập Tam Hiệp sau đó được cho phép mở 3 cổng xả lũ, lượng xả là 35.500 mét khối một giây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết mực nước của 275 con sông ở 20 tỉnh thành Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo lũ. Vùng núi Trung Quốc xuất hiện tiếng gầm lớn kỳ dị suốt một tuần liền, khiến mạng xã hội hoang mang và lời giải thích của chuyên gia. Với những lời đồn từ tiếng hổ gầm, tiếng rồng khóc, người dân hiếu kỳ đã tập trung rất đông tại khu vực vùng núi phát ra tiếng động lạ để quay video và đăng tải lên các phương tiện truyền thông xã hội. Trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc liên tục lan truyền các đoạn video ghi lại hình ảnh nhiều người tập trung đông đúc tại một khu rừng núi ở Uy Ninh, tỉnh Quý Châu. Điều đáng nói là trong những video được đăng tải đều phát ra một âm thanh vô cùng kỳ lạ mà kể cả những người có mặt ở đó cũng không biết là gì. Sau khi những clip của người dân hiếu kỳ lan truyền mạnh mẽ, cư dân mạng bắt đầu đưa ra những lời đồn đoán và giả thuyết về nguồn gốc của âm thanh kia. Người thì cho rằng đó là tiếng hổ gầm, người lại nói nghe như tiếng một con rồng lớn đang khóc hay tiếng báo hiệu của thiên nhiên về một trận động đất rất lớn. Được biết, hàng nghìn người đã kéo đến vùng núi huyện Uy Ninh chỉ để được tận tai nghe âm thanh bí ẩn rền vang, đào đất trời suốt nhiều ngày liền. Tuy nhiên, vẫn không ai xác định được nó phát ra từ đâu. Cho đến hôm 10 tháng 8, Ban tuyên giáo Đảng ủy huyện Uy Ninh đã chính thức lên tiếng xác minh và giải đáp những nghi ngờ gây hoang mang dư luận thời gian qua, đồng thời bác bỏ khả năng đây là âm thanh báo trước một trận địa chấn. Theo đó, đại diện Ban tuyên giáo trả lời phóng viên, tờ Kinza Daily cho hay họ đã mời chuyên gia và giám đốc trạm quản lý động vật hoang dã Quý Châu đến kiểm tra dựa trên những âm thanh được ghi lại bởi người dân địa phương trải qua quá trình lấy mẫu tại chỗ. Phân tích và so sánh đã xác định sơ bộ âm thanh lạ ở vùng núi nói trên là của loài chim cun cút chân vàng. Ngoài ra, thì phóng viên phỏng vấn một người nông dân lớn tuổi đang canh tác trong khu vực. Người đàn ông cũng cho biết đó là tiếng chim cun cút chân vàng và đã thấy chúng bay qua vùng núi này trước đó. Đây là một loài chim trong tình trạng bảo tồn và thường di cư đến Quý Châu vào mùa hè. Trong mùa sinh sản, chúng thường phát ra tiếng kêu nặng nề và kéo dài như được ghi lại trong những đoạn video chia sẻ lên mạng xã hội. Phép thử chưa từng thấy phía đập Tam Hiệp. Khoảng 15 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Lượng nước đổ về quá nhiều đang đe dọa các hồ chứa của đập thủy điện, trong đó có Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới, nước lũ kinh hoàng dưới đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Lượng mưa cao bất thường đang gây ngập lụt và hư hỏng nhiều nhà cửa, ít nhất 89 người đã thiệt hại hoặc mất tích. Đợt mưa to đến mức người dân địa phương cho biết là họ chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ, khiến các con sông và hồ chứa nước bị tràn bờ. Năm nay, công tác chuẩn bị ứng phó lũ lụt của Trung Quốc không được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhân dân Nhật Bản nói. Khi thời tiết xấu không có dấu hiệu dịu bớt dù đã kéo dài nửa tháng liên tục. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất, vỡ hồ chứa nước và đập thủy điện. Ở Trung Quốc, hầu hết hồ chứa nước nhỏ được xây dựng từ những năm 1960, năm 1970 và không đáp ứng được tiêu chuẩn cao. Ông Priniman, một kỹ sư thủy lợi ở thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc nói với báo New York Times, mỗi khi có thời tiết cực đoan, chúng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, ông Mình nói. Đến nay, Hồ Bắc là tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ Hồ Bắc là nơi đầu tiên của Trung Quốc gặp khủng hoảng COVID-19 vào năm 2020, hàng năm vẫn liên tục hứng chịu lũ lụt. Nước bùn đục ngầu cao ngang người cũng gây ngập các tuyến phố và khiến người dân mắc kẹt trong ô tô ở Nghi Xương, một thành phố khác của Hồ Bắc thuộc lưu vực sông Trường Giang, nơi có đập thủy điện lớn nhất thế giới. Ở Dương Châu, một thị trấn du lịch nổi tiếng với khung cảnh núi non tuyệt đẹp, một quan chức nói với tạp chí Student Weekly rằng, hôm 6 tháng 8, khu vực này trải qua trận mưa lớn mấy thập kỷ mới xuất hiện một lần và hơn 800 khách sạn và nhà nghỉ cùng hơn 3.500 cửa hàng bị hư hỏng, Student Weekly đưa tin. Ở Trung Khánh, chính quyền thành phố cho biết tình hình lũ lụt trên đoạn sông Kỳ Giang, khúc đầu của sông Trường Giang đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 1940. Khoảng 29.000 người dân đã phải sơ tán. Báo chí địa phương cho biết áp lực tiếp tục tăng. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc hôm 11 tháng 8 cảnh báo, khu vực Tây Nam của nước này sẽ hứng một trận mưa lớn nữa từ hôm nay. Lũ lụt nghiêm trọng ở lưu vực sông Trường Giang sẽ càng gây thêm áp lực lên đập Tam Hiệp. Theo quy định về quản lý sông của Trung Quốc, khi dòng chảy vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đạt tốc độ 50.000 mét khối một giây và mực nước ở vùng giữa thị trấn Lichuotan tăng lên mức đáng báo động, thì lũ mới được đánh số.
Cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang đưa ra cảnh báo khẩn cấp về sự xuất hiện của trận lụt số 1 trên sông Trường Giang năm nay. Đến sáng ngày 10 tháng 8, lượng nước đổ vào hồ chứa nước của đập Tam Hiệp đã đạt tốc độ 47.000 m khối một giây và lên 50.000 m khối một giây trong đầu giờ chiều ngày 12 tháng 8. Lượng nước này tăng tương đương tốc độ của đợt lũ năm 1998. Khi cảnh báo về trận lụt này được đưa ra, cư dân mạng tiếp tục đồn đoán về khả năng chịu đựng của đập Tam Hiệp vì nó đang phải trải qua bài kiểm tra khó nhất kể từ khi được hoàn thành vào năm 2003. Dù các quan chức Trung Quốc nhiều lần nói rằng nỗi lo con đập sẽ vỡ và gây hậu quả thảm khốc chỉ là điều nhảm nhí, nhưng họ không xua được lo ngại khi khu vực này vẫn tiếp tục hứng mưa lớn và lở đất, cộng thêm một trận động đất hôm 8 tháng 8. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất chỉ có cường độ 3,7 độ Richter ở tâm chấn, chỉ nằm ở độ sâu 8 km. Dư luận vẫn lo ngại nguy cơ lở đất đe dọa đập Tam Hiệp. Ủy ban này đưa ra cảnh báo mức xanh cho sông Ngô Giang, vùng hồ chứa đập Tam Hiệp, đoạn phía trên sông Trường Giang. Trong khi Tổng thống Ý Sergio Mattarella ban bố tình trạng khẩn cấp tại vùng Emilia-Romagna do mưa lũ, thì tại Trung Quốc có hơn 4.000 người đã phải sơ tán. Trong tháng 7, đã có hai trận mưa lớn trút xuống thành phố Bàn Cẩm, huyện Liêu Ninh, gây lũ lụt trên diện rộng. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều nước trên thế giới, từ nắng nóng kỷ lục tại châu Âu đến lũ lụt ở Ý, Cuba, Đông Bắc Mỹ, Trung Quốc, khiến người dân khốn khổ. Chính quyền thành phố Bàn Cẩm đã kích hoạt phản ứng kiểm soát lũ khẩn cấp cấp độ 1 và điều 2.010 nhân viên cứu hộ, 240 xe vận chuyển với các phương tiện đến hiện trường. Các công cụ chống lũ như là túi cát và ván gỗ nhanh chóng được đưa tới khu vực. Tổng cộng có 4.351 cư dân được sơ tán an toàn, hiện chưa ghi nhận thương vong do lũ lụt. Công tác cứu hộ đang khẩn trương được triển khai. Cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết mưa lũ gây ảnh hưởng đến gần 75.000 người ở tỉnh này. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Giảm nhẹ hạn hán tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.200 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 9,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,2 triệu đô. Mực nước tại 10 hồ chứa cỡ trung và 13 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ. Các trận mưa như chút kéo dài từ ngày 28 tháng 7 đến nay khiến cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh phải sơ tán gần 60.000 người trên toàn tỉnh. Vào đầu tháng 8, có hai trận mưa lớn trút xuống sông Rào Giang tại thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh đã gây lũ lụt trên diện rộng. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn, đây là trận lũ lụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đê bị vỡ vào lúc 10 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 10 tháng 8. Ngày 11 tháng 8, cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hơn 4.351 người phải sơ tán sau khi nước sông dâng cao gây vỡ đê tại tỉnh Liêu Ninh. Mong rằng với những chính sách và biện pháp phù hợp, các cơ quan chức năng và người dân tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc sớm khắc phục được hậu quả, xây dựng lại cuộc sống. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 8 tháng 8, mưa lớn gây lũ quét ở miền Bắc Trung Quốc khiến 2 người tử vong và 2 người bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 75.000 người và buộc hơn 11.000 người khác phải sơ tán và di rời tại tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Sạt lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến một số người tử vong vào tuần trước. Kể từ đầu tháng 7, lực lượng cứu hộ tại nhiều khu vực phía Nam Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quý Châu, đã di chuyển người và gia súc đến nơi an toàn, tránh lũ lụt, sạt lở đất, khu vực đô thị và các thị trấn xung quanh thành phố Bảo Tĩnh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các trận mưa không ngớt, với lượng mưa gần 280mm liên tiếp trong 12 giờ. Hơn 900 người dân từ 10 thị trấn ở thành phố này đã được di rời thành công đến các địa điểm an toàn hơn. Chính quyền địa phương huy động hơn 2.000 nhân lực giúp người dân vùng thiên tai thoát nước, nạo vét, tiêu độc khử trùng. Truyền thông Trung Quốc cho biết mưa lớn đã trút xuống một số khu vực ở tỉnh Vân Nam vào cuối tuần, khiến cho đường xá ngập sâu và cuốn trôi nhiều ô tô. Trong nhiều tuần, các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo về thời tiết đối lưu mạnh, thường dẫn tới dông bão. Mưa đá xảy ra vào ngày 4 tháng 8 ở tỉnh Hắc Long Giang làm vỡ cửa. Bên cạnh việc huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp, giới chức cũng nhanh chóng đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, đồng thời khẩn trương ghi nhận đánh giá tình trạng lở đất do ảnh hưởng của mưa lũ. Tại các địa điểm tái định cư, nhiều người dân sơ tán được cung cấp thức ăn, nước uống, hỗ trợ lều bạt và chăn màn. Trong khi đó, miền Bắc Trung Quốc vẫn trong tình trạng nắng nóng bất thường. Nắng nóng đang xảy ra sớm hơn bình thường và trên diện rộng hơn.
Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, thời tiết nắng nóng dự kiến kéo dài thêm 10 ngày nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh mưa lớn tại nhiều địa phương khiến hàng nghìn người phải sơ tán, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và các đợt thiên tai xảy ra tại nước này trong tháng 7. Trong ngày 4 tháng 8, giới chức Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về thảm họa do mưa lớn gây ra ở các vùng rộng lớn ở miền Trung và Tây Nam của nước này. Cơ quan khí tượng cảnh báo Trung Quốc sẽ phải hứng chịu hàng loạt thảm họa thiên nhiên trong tháng 8, bao gồm bão, lũ và nhiệt độ cao. Trong khi đó, tại nhiều khu vực khác ở Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng nắng nóng bất thường. Vào tháng 6 vừa qua, thủ đô Bắc Kinh đã trải qua tổng cộng là 16 ngày có nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 7 năm 2000. Thưa quý vị, trong nửa đầu năm nay, lũ lụt hạn hán và các thảm họa khác thường xuyên xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, các thảm họa khác nhau đã khiến ít nhất 48 triệu người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Một số lượng lớn nhà cửa bị sập, mùa màng thất bát và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt qua 38 tỷ nhân dân tệ. Kể từ ngày 5 tháng 8 ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hoàng Hoài, thời tiết có nhiệt độ cao vô cùng. Trong ngày 6, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Bắc Sơn Đông và Tây Liêu Ninh là 38 đến 40 độ C. Các địa phương như Hoài Nhu ở Bắc Kinh và Thạch Gia Trang ở Hà Bắc là 41 đến 43,7 độ C. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu cam ngày 7. Trong ngày 13 tháng 8, nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thiểm Tây, Tân Cương và các nơi khác là 37 đến 39 độ C. Một số khu vực như các nơi khác có thể lên tới 40 độ C hoặc cao hơn. Trong tháng 7, nhiều nơi ở Trung Quốc gặp thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá. Trong số đó, hơn 10 khu vực sản xuất ngũ cốc lớn bao gồm Hà Lan, Sơn Đông và Hắc Long Giang đã bị thiệt hại lớn trong mùa màng. Kể từ ngày 6 tháng 8, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở Giang Tô, An Huy, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, mưa lớn cục bộ ở Nam Thông, Thái Châu và Dương Châu, Giang Tô, mưa lớn rải rác xảy ra ở Đông Bắc Nội Mông, Nam Hắc Long Giang, miền Trung và miền Đông Cát Lâm và phía Bắc Liêu Ninh hoặc mưa lớn, dông bão và gió và mưa đá ở miền Trung và phía Đông Cát Lâm. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào ngày 7. Ngày 13 tháng 8, một số khu vực của Nội Mông, Cát Lâm, Liêu Ninh, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Quý Châu và những nơi khác có mưa to đến rất to. Đông Nam Nội Mông, Tây Bắc Liêu Ninh, Đông Nam An Huy, Giang Tô đã có mưa lớn từ 100 đến 180 mm ở các vùng phía Nam, Đông Hồ Bắc và Tây Bắc Hồ Nam. Trong 24 giờ tới, Nội Mông, Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc và Đông Bắc Trung Quốc về chiều vẫn có hoạt động đối lưu mạnh Đông Nam Nội Mông, Nam Hắc Long Giang, Trung và Tây Cát Lâm, Trung và Tây Liêu Ninh, Bắc và Trung tâm Hà Bắc, Đông Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, An Huy, một số khu vực ở miền Trung Trung Quốc, Đông Nam Giang Tô và Đông Hồ Bắc sẽ có dông bão, gió giật mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến 10 độ. Trong đó, gió cục bộ ở miền Trung và miền Tây Liêu Ninh và miền Tây Cát Lâm có thể đạt cấp độ 11 đến 12 và có thể kèm theo lốc xoáy. Lượng mưa lớn liên tục ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc đã gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên núi, thảm họa địa chất, lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ, ngập úng ở thành thị và nông thôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. Gần đây, một số vụ và đơn vị bao gồm Bộ Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành tham vấn và phân tích về tình hình thiên tai trên cả nước trong nửa đầu năm 2023. Trong nửa đầu năm nay, các thảm họa chính trên khắp Trung Quốc là lũ lụt, hạn hán, mưa đá, nhiệt độ đóng băng và thảm họa tuyết, động đất, thảm họa địa chất, bão cát, cháy rừng và đồng cỏ cũng xảy ra các mức độ khác nhau. Theo thống kê chính thức, tổng cộng có 48,764 triệu lượt người bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau bởi các thảm họa khác nhau. 2.700 ngôi nhà bị sập, 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 197.000 ngôi nhà bị hư hại chung. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 4.724,7 nghìn ha. Tổng trong đó, 214,1 nghìn ha bị mất, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 38,23 tỷ nhân dân tệ. Trong nửa đầu năm nay, hạn hán mùa đông và mùa xuân liên tục xảy ra ở Tây Nam Trung Quốc, hạn hán ở Vân Nam tương đối nghiêm trọng, lũ lụt và thiên tai địa chất xảy ra ở một số vùng phía Nam. Cường độ nước của thuyền rồng của Nam Trung Quốc tương đối yếu. Các khu vực địa phương ở phía Tây Nam phải chịu thảm họa đóng băng và tuyết ở nhiệt độ thấp. Thảm họa tuyết lở lớn xảy ra ở Nyingchi, Tây Tạng. Số trận động đất trên 5 độ Richter giảm đáng kể.
Vân Nam, Từ Xuyên, Tân Cương và những nơi khác chịu tổn thất nhất định. Sau mùa lũ, tác động của lũ, gió, mưa đá và các thiên tai khác ngày càng mở rộng, thiệt hại do thiên tai tăng lên đáng kể. Hà Nam, Vân Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây, Giang Tây và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo, trong nửa đầu năm, cả nước xảy ra 15 đợt mưa lớn, lượng mưa trên diện tích lũy là 240mm, ít hơn 13% so với cùng kỳ các năm trước. Hầu hết các khu vực ở phía Nam có lượng mưa ít hơn, chủ yếu ảnh hưởng đến Đông Trung Quốc, Trung Trung Quốc, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Các thiên tai nguy hiểm như ngập úng đô thị và lũ lụt đã xảy ra cục bộ. Cường độ nước thuyền rồng ở Nam Trung Quốc yếu. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, thời tiết mưa liên tục ở Hà Nam trên diện rộng, trùng với thời kỳ thu hoạch lúa mì trưởng thành, gây thiệt hại cho cây trồng và một số thành phố và quận. Trong nửa đầu năm nay, trên cả nước xuất hiện 19 đợt đối lưu khí hậu mạnh, ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 5 năm qua. Tổng cộng có gần 800 huyện, thành phố trên cả nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gió và mưa đá, phân bố chủ yếu ở Hoa Bắc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Thời tiết đối lưu mạnh như gió cực mạnh và mưa đá xảy ra cục bộ ở Hà Bắc, Liêu Ninh, Giang Tô và các nơi khác. Các tỉnh như Giang Tây và Hồ Bắc cùng kỳ những năm trước hứng chịu nhiều thiên tai do gió lớn và mưa đá lại ít xảy ra thiên tai hơn.